Tài tử Gao Đỏ xuất hiện đầy phong độ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Gao Đỏ, thần tượng, tuổi thơ của thế hệ 8X gạch ngang, 9X Việt đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng giao lưu với người hâm mộ vào thứ Bảy tuần này. Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2023, diễn viên Noboru Kaneko đã chính thức đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Được biết, đây là lần thứ hai anh đến với Việt Nam. Trong hành trình tại thành phố Hồ Chí Minh lần này, Gao Đỏ sẽ tham gia sự kiện Manga Comic Con Việt Nam trong 2 ngày. 29 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, Noboru Kaneko, sinh năm 1974, là diễn viên nổi tiếng tại xứ sở Hoa Anh Đào. Anh đảm nhận vai diễn siêu nhân Gao Đỏ trong loạt phim siêu nhân Gao, Gyakuju Sentai Gaoranger ra mắt vào năm 2001. Đây là vai diễn đã đưa Noboru Kaneko trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Câu nói ở đâu có sự sống, ở đó có công lý của Gao Đỏ đã trở thành một phần kỷ niệm tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt. Bên cạnh đó, anh cũng được biết đến nhiều qua vai diễn Yoshito Chuzo trong phim điện ảnh Godzilla. Trong lần trở lại Việt Nam lần này, Noboru Kaneko sẽ tham gia các hoạt động fan meeting, chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ tại sự kiện Manga Comic Con Việt Nam. Đồng thời, nam tài tử cũng tham gia talk show và chia sẻ về hành trình 24 năm làm nghề cùng những điều thú vị xung quanh vai diễn Gao Đỏ để đời của mình. Cùng với sự góp mặt của Noboru, Kaneko còn có diễn viên Nhật Bản Masahiro Inoue, thủ vai Kamen Rider Decade đạo diễn Sắc Ly Nguyễn. Diễn viên Johnny Trí Nguyễn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu tại Manga Comic Con Việt Nam. Bên cạnh đó, người tham dự cũng có cơ hội gặp gỡ các khách mời cosplay như Josuke Sora, Kizo, Hikarin đến từ Singapore, Tams Malerose đến từ Thái Lan cùng chủ nhân của nàng mèo Mỹ Diệu đang được yêu thích trên mạng xã hội. Ngoài ra, sự kiện còn có các hoạt động triển lãm mô hình, cuộc thi cosplay, chương trình âm nhạc. Không gian ẩm thực sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo và mới mẻ cho người tham gia.